Xin chào các cô gái xinh đẹp. Sau khi video các sản phẩm yêu thích tháng 2 lên sóng thì mình nhận được một núi đề nghị swatch em NYX Lingerie này ngay lập tức, hết từ page, Insta và cả Snapchat luôn. Vậy nên là phải chiều lòng các cô nàng ngay thôi. Dòng son lingerie này của NYX có tất cả 12 màu. Tuy nhiên không giống như mọi khi, lần này mình không mua đủ cả bảng màu mà chỉ chọn ra 6 màu thấy có tiềm năng nhất thôi. Tiềm năng theo kiểu sẽ hợp với da và dùng về lâu về dài nữa ý. Nếu như NYX luôn được biết tới các dòng sản phẩm có bảng màu vô cùng đa dạng, từ màu mắt, son tới màu má, thì bạn lingerie lần này lại là một ngoại lệ. Các tông son trong bảng màu tập trung xoay quanh các tông nude và nâu, hoàn toàn không có các màu nổi hay tươi. Vì thế nếu bạn nào đang tìm một tông son rực rỡ thì video lần này sẽ không đáp ứng được nhu cầu của bạn rồi. Tuy nhiên, nếu bạn giống mình đó là đang tìm kiếm một màu son lạ và đang cực kỳ trendy ở Mỹ thì ta-da, em son này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Mình tin là như vậy bởi đây chính là thỏi son mà mình đang sử dụng với tần suất rất rất nhiều những ngày gần đây. Điểm đầu tiên là về thiết kế. Mặc dù hiện giờ các hãng đua nhau tung kiểu son kem lì này ra thị trường và hầu như đều là dạng ống, nắp đen và thân dưới là nhựa trong nhìn thấy màu son, nhưng với logo NYX này cùng chữ lingerie chạy dọc thân son rất nổi bật nên nhìn một cái là nhận ra ngay, dáng son cũng cao, cầm chắc tay nữa. Điểm tiếp theo là mùi son. Son có mùi kem rất nhẹ thôi chứ không nồng. Cái này mình thích vì 70% các loại son kem lì mình đã thử khi mở nắp đều sộc lên một mùi gì đấy hoặc là quá nồng hoặc là quá ngọt. Với bạn NYX này thì sau khi thoa lên môi sẽ không thấy mùi gì nữa cả. Vừa rồi là các điểm cộng nho nhỏ, còn điểm cộng to nhất Trang xin nhường cho chất son. Kem lì nhưng không làm nặng môi mình một chút nào cả. Và dù có trồng một hay nhiều lớp lên thì son vẫn rất đều màu. Thời gian son khô lại ở mức vừa phải, không nhanh quá cũng không rùa bỏ, rất hợp lý. Và điểm này các bạn cũng lưu ý nhé, đó là màu son khi khô lại sẽ đậm hơn lớp son vừa thoa lên môi đấy. Với các đoạn swatch này mình thường đợi khoảng 3 phút sau khi tô cả môi để nhìn đúng màu son. À đấy, quên mất một cái thích nữa, đó là đầu bông để thoa son, mảnh dẹt vừa phải. Mình hoàn toàn không dùng chì kẻ viền môi đâu, 100% là cái cọ tán son này thôi đấy. Nếu chỉ uống nước thì mình thấy son không hề bị dính ra thành và nếu không ăn gì nữa thì vô tư. Các bạn có thể để cả ngày son cũng không nhạt hay trôi đi đâu. Tuy nhiên nếu ăn đồ có dầu mỡ thì son sẽ trôi dần dần ở phía trong lòng môi. Mình có thử sau khi ăn xong vẫn cần thoa son lại. Vì không giống như son thỏi thường sẽ nhạt đều cả môi, son kem lì này sẽ rõ chỗ đậm chỗ nhạt nên đành phải thoa lại thôi. Và khi tẩy cũng cần tới các sản phẩm tẩy trang có dầu mới trôi sạch được màu son. Lại nói về vấn đề muôn thuở, nếu môi có vẩy da chết thì son kem lì sẽ không thể trở thành người bạn thân được. Nhớ tẩy kỹ vẩy môi nhé, lớp son sẽ lên rất mịn, đẹp cực kỳ. Cây son này sẽ gần như hoàn hảo nếu điểm trừ sau được khắc phục. Đó là một số màu mình thấy vẫn khá dính khi bặm môi lại. Chỉ là cảm giác dính thôi chứ màu son không bị xê dịch môi trên môi dưới. Điểm này có thể sẽ khiến nhiều bạn không thoải mái vì như có lớp keo mỏng dính giữa môi. Nói tóm lại thì ngoài điểm trừ son hơi dính này ra thì mình vẫn rất ưng cây son này. Và vì Trang cũng không có thói quen bặm môi nhiều nên thật ra cũng không quan trọng lắm. Màu mà mình thích nhất chính là màu 12 đây. Tông son này mình chưa bị trùng và cũng cực kỳ dễ kết hợp với nhiều kiểu make up khác nhau. Các bạn da ngăm cũng có thể tham khảo màu này hoặc là màu 4, 8 nữa nhé. Em này hiện đang được bán ở Mỹ với mức giá là $7. Một mức giá quá ok với chất lượng son. Nếu mà bảng màu có thêm màu cam đất nữa, chắc chắn mình cũng sẽ không ngại mua thêm đâu. Gợi ý nho nhỏ của mình cho các tông son nude hay là đất, đấy là mình sẽ tập trung vào phần make up mắt và má đậm hơn để màu son không làm bợt da. Nếu các bạn cần tutorial chi tiết hơn thì cũng cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye!